Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Ninh Bình là nơi có những di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới như Tràng An, Chùa Bái Đính, v.v. Để thực hiện nghiêm túc chương trình du lịch không khói thuốc lá, Ninh Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu để trở thành một trong những tỉnh đi đầu thực hiện kế hoạch du lịch không khói thuốc. Qua đó thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, bảo vệ môi trường sinh thái, cũng như thực hiện những mục tiêu ưu tiên của chương trình phòng chống tác hại thuốc lá do Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan đang triển khai. Với bầu không khí trong lành, cảnh quan môi trường sạch sẽ, cùng với thái độ phục vụ chu đáo lịch sự tại các khách sạn ở Ninh Bình, tuyệt nhiên là không có người hút thuốc lá. Các sảnh cũng như là phòng chờ khu vực lễ tân, cửa phòng cũng như cầu thang đều có biển cấm hút thuốc. Nếu có vị khách nào vô tình hút thuốc sẽ có nhân viên ra nhắc nhở nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng thái độ kiên quyết. Nhân viên sẽ giải thích cho khách về những quy định của khách sạn về thực hiện các chỉ thị, quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cấm hút thuốc lá tại những nơi đã quy định. Những khách sạn sang trọng thường tìm những cách khéo nhất để hạn chế khói thuốc trong khách sạn. Phòng hoặc khu vực được phép hút thuốc thường được bố trí ở những tầng trên cùng, bởi nơi ấy hội tụ đủ các điều kiện về y tế, độ thoáng, hệ thống thông hơi, quạt hút để đảm bảo khói thuốc không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Như khách sạn Ninh Bình Legend và Thủy Anh, hai khách sạn của chúng tôi luôn luôn có một cái quy định rất là rõ ràng và nghiêm ngặt trong vấn đề bảo vệ môi trường. Ở hành lang, rồi ở các nơi công cộng và ở phòng ngủ chúng tôi đều có cái biển cấm hút thuốc lá. Nhân viên của chúng tôi, từ cán bộ đến mọi người làm việc tại trong khách sạn đều tuân thủ chấp hành cái quy định này. Đây là một cái chủ trương rất là tốt cho tất cả mọi người để đảm bảo giữ gìn cái sức khỏe chung ấy, thì chúng tôi thấy cần phải ủng hộ và phải chấp hành nghiêm chỉnh cái chủ trương này. Là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch tự nhiên với nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm như Bái Đính, Tam Cốc Bích Động, Tràng An, v.v. Vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là tiêu chí quan trọng để ngành du lịch Ninh Bình tạo nên những không gian, môi trường sinh thái trong lành để thu hút khách du lịch đến tham quan. Tại khu du lịch Tràng An trong những ngày đầu xuân, nơi đây mỗi ngày phục vụ tới hàng trăm ngàn lượt khách tham quan du lịch. Nhưng tại các hàng quán phục vụ trong khu vực, do được ban quản lý tuyên truyền và nhắc nhở nên không có quán nào bán thuốc lá. Tại bến thuyền đưa đón trả khách, có nhân viên phục vụ nhắc nhở nếu có người hút thuốc. Việc tạo nên một môi trường du lịch không khói thuốc đã trở thành một thói quen với cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh nơi đây. Tuy nhiên, để thực hiện du lịch không khói thuốc lá, ngoài công tác tuyên truyền vận động về cấm hút thuốc lá nơi tham quan du lịch, chính quyền địa phương, ban quản lý khu du lịch cũng cần có thêm biện pháp xử phạt để khách du lịch và người dân nâng cao ý thức trong việc hút thuốc lá tại khu du lịch. Nghiêm cấm những người đi thực hiện các công tác phục vụ khách ở khu du lịch sinh thái Tràng An này không được hút thuốc và uống rượu trong cái lộ trình đi phục vụ khách. Đặc biệt nhất là trên các cái tuyến điểm tham quan và khách đi tham quan cùng với người chở đò ở đây, là người chở đò phải nhắc nhở khách là bảo vệ về cái di sản cùng với vệ sinh môi trường ở khu vực này, là không được hút thuốc lá. Nếu hút thuốc lá mà vứt ra các cái khu vực tuyến điểm tham quan này sẽ ảnh hưởng đến cái việc cháy rừng, và đến các cái tuyến điểm tham quan này sẽ làm ảnh hưởng đến cái vệ sinh môi trường ở đây. Sau 2 năm triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, với mục tiêu tăng cường việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá, đặc biệt với ngành du lịch tại Ninh Bình. Đến thời điểm hiện tại, việc cấm hút thuốc lá tại các khách sạn, khu du lịch tham quan đã đạt được những kết quả khả quan thông qua các giải pháp cụ thể như tăng cường công tác chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, thiết lập mạng lưới công tác viên phòng chống tác hại của thuốc lá, thường xuyên tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Trong những năm tới, Ninh Bình phấn đấu xây dựng và phát triển ngành du lịch không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe du khách, bảo vệ tài nguyên du lịch. Thực hiện cái chủ trương mà hạn chế hút thuốc lá ở nơi công cộng, thì đối với nội dung này thì ngành du lịch cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rồi chỉ đạo các cơ sở lưu trú, các khách sạn, các cái nơi tập trung đông người thì đều có các cái biển cảnh báo về hút thuốc lá. Thế rồi là các khách sạn thì đã bố trí các cái phòng hút thuốc lá riêng cho những người mà hút thuốc lá. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là các khu điểm du lịch của tỉnh thì cái hiện tượng hút thuốc lá ở nơi công cộng đã được hạn chế ở mức thấp nhất. Việc xây dựng ngành du lịch không khói thuốc lá là một hướng đi đúng, góp phần phát triển du lịch văn minh. Để làm được điều này, tỉnh Ninh Bình cần phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức sinh động về tác hại của việc sử dụng thuốc lá
lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, liên kết tuyên truyền quảng bá việc du lịch không khói thuốc đến những người dân, chủ khách sạn, khu du lịch bằng những chương trình lễ hội như tour du lịch không khói, điểm đến không khói thuốc để mang lại một đời sống khỏe mạnh cho cộng đồng.